Sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh. Dự hội nghị có đồng chí Trần Song Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình, Sở Tài chính và một số cơ quan, đơn vị. Tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Song Tùng đã trao quyết định số 799 ngày 20 tháng 10 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều động bổ nhiệm đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính, thời hạn giữ chức vụ là 5 năm kể từ ngày 29 tháng 10 năm 2021. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chúc mừng đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh và ghi nhận đồng chí là cán bộ được đào tạo bài bản, đã trải qua quá trình rèn luyện tu dưỡng đạo đức, phấn đấu về chuyên môn nghiệp vụ và đạt được sự tín nhiệm cao trong công tác. Mong muốn trong thời gian tới trên cương vị mới, đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh sẽ tiếp tục nâng cao năng lực, phẩm chất, phấn đấu rèn luyện hơn nữa, phát huy hết khả năng của mình cùng tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động Sở Tài chính hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được phân công. Đề nghị tập thể cán bộ công chức người lao động của Sở Tài chính tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện để đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh phát huy sở trường công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Đinh Thị Mỹ Hạnh trân trọng cảm ơn Ủy ban nhân dân tỉnh đã tin tưởng giao giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính. Cảm ơn Ủy ban nhân dân thành phố Ninh Bình trong thời gian qua đã tạo môi trường điều kiện để đồng chí được rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành. Trên cương vị mới, đồng chí hứa sẽ tiếp tục nỗ lực cùng với tập thể lãnh đạo Sở Tài chính thực hiện tốt vai trò chức năng của ngành, đồng thời mong muốn nhận được nhiều hơn nữa sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh, sự hỗ trợ của các sở ban ngành, đơn vị có liên quan, sự giúp đỡ của các đồng chí, đồng nghiệp để phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng ngành ngày càng vững mạnh.